Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc tốt lành. À, chào mừng các bạn đến với kênh quản lý dự án cùng Tony. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 19 à, trong cái knowledge area tiếp theo về cost management và hai cái sub process hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là lập kế hoạch và ước tính chi phí. Mọi trao đổi có ý các bạn vui lòng để lại comment bên dưới để chúng ta đến gần nhau hơn và chúng ta có thể có phần Q&A trong các buổi tiếp theo. Xin cảm ơn. Ok, trước khi đi vào bài hôm nay thì mình... À, À, muốn trao đổi với các bạn một cái uh, câu hỏi mà nó cũng rất là gọi là typical khi mà các bạn ấy thường hỏi mình là thế thì trong các cái công việc trong tổ chức ví dụ như trong ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính hoặc là các công ty thì cái công việc nào là cái công việc mà gọi là uh, được trả lương cao nhất Đó. thì thực tế ra thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cái câu hỏi này rất chung chung nhưng về cơ bản thì mình quan sát thấy rằng là uh, À, trong cái thời đại hiện nay ấy, thì do là chúng ta đang có một cái cuộc chạy đua về mặt công nghệ nên thành ra là à, cái kỹ năng của chúng ta nó vừa phải sâu mà lại vừa phải rộng chứ còn nếu mà chúng ta đào sâu quá tức là ví dụ như các bạn chỉ làm coder thuần túy hoặc các bạn bạn làm business thuần túy thì cái mức lương của các bạn cũng sẽ không cao được tại vì những cái skill set đó nó quá là hẹp thì các bạn cũng sẽ khó mà nói chuyện được với những cái người mà nó không cùng cái skill set đó. Nhưng mà nếu mà các bạn đào rộng quá thì rõ ràng là các bạn sẽ biết tất cả nhưng thực ra lại không biết gì. Chính vậy nên làm sao mà chúng ta vừa vừa sâu mà vừa rộng được thì rất là tốt. Nhưng về cơ bản thì mình nghĩ rằng là À, những cái công việc hoặc là những cái kỹ năng bộ kỹ năng mà của những cái người mà có được cái sự giao thoa giữa ba cái yếu tố là bạn đó có hiểu biết về công nghệ gọi là technical savvy bạn ấy phải am yeah, hiểu về một công nghệ mà am hiểu đây là am hiểu theo hướng ứng dụng có nghĩa là bạn phải hiểu được những cái người đó người ta làm gì và cái 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 gọi là cái constraint rồi các cái difficulties mà họ uh, gặp phải là như nào để bạn bạn có thể join được các section đó để run được các section đó rồi thì là uh, trao đổi góp ý với họ thứ hai là bạn phải có kiến thức về nghiệp vụ À, tất nhiên rồi cái nghiệp vụ nó luôn luôn là gốc của vấn đề tại vì à, dù gì thì công nghệ nó chỉ support cho để mà realize cái cái phần nghiệp vụ thôi chứ còn nghiệp vụ thì họ vẫn là lead các yêu cầu và cuối cùng là bạn phải có cái các soft skill để mà manage để mà combine nó như là một cái chất keo bôi trơn giữa uh, công nghệ kỹ thuật và nghiệp vụ ấy thì để, để tổng hợp được ba kỹ năng này thì bạn sẽ rất là có cái gọi là có cái lợi thế cạnh tranh để mà thành công trong cái việc là bạn dẫn đầu các chuỗi giá trị về mặt công việc dẫn đầu chuỗi giá trị về mặt công việc à, tại vì công việc nó cũng có những chuỗi giá trị mà những cái công việc mà đòi hỏi những cái skill set phức tạp thì thì rõ ràng là bạn sẽ được có cái xu hướng được trả lương cao hơn và được chào đón nhiều hơn trên thị trường thế tất nhiên là sẽ không ai học hết được tất cả những cái này Nhưng điều quan trọng là bạn phải học Theo kiểu on job training Có nghĩa là bạn chịu khó nghe ngóng những cái section Mà ngay kể cả không liên quan đến mình Chẳng hạn như bạn đang ở dân business Bạn muốn nhảy sang dân kỹ thuật Thì bạn phải chịu khó nghe ngóng Các cái buổi họp Buổi làm việc của họ trực tiếp ở Trong các dự án Tại vì nó sẽ là repetitive từ dạng này qua dự án khác Thì dần dần các bạn mới bồi tụ được Tương tự như vậy nếu bạn đang là dân technology Thì bạn phải chịu khó À, gọi là học hỏi những cái gọi là knowledge area ở cái phần business này à, thì bạn mới có được cái on-job training thì như vậy là cái thời gian học của chúng ta sẽ nhanh hơn à, và nó nó thiết thực hơn chứ còn đừng có mà đi học những cái khóa học theo kiểu trên mạng hoặc là à, tham gia các lớp học lớp học này lớp học kia thì những cái người họ dạy đó đôi khi họ cũng không có tính thực tế đâu thì điều quan trọng là chúng ta phải đi tắt đón đầu và chúng ta phải thực chiến làm thực tế và chịu khó nghe ngóng nếu bản thân mình thì mình là dân business nhưng bây giờ cái phần công nghệ của mình cũng tương đối tương đối tốt tại vì mình rất là chịu khó nghe ngóng những cái section về công nghệ của các cái bạn mà của các cái workshop về công nghệ này này và thậm chí là khi mà mình không có thời gian tại vì các cái section nó run in parallel thì mình phải record cái section kia để mà về nhà gọi là trước khi đi ngủ thì mình bắt đầu mình nghe offline thì thì nó sẽ tiết kiệm và nó cũng là một cái tác tích để mà các bạn có thể thu nạp được nhiều kiến thức nhất có thể từ từ đó chúng ta đồng hành và chúng ta có thể kết nối được những cái điểm chấm hoặc kết nối được những cái team từ công nghệ nghiệp vụ để mà chúng ta có thể tạo ra được cái synergy hoặc là các cái bên nó không có cái dispute mà khi có dispute thì chúng ít nhất chúng ta biết được là vấn đề nó đang nằm ở đâu và chúng ta nên gọi là đi theo hướng nào cho nó 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 thực tế phù hợp thì đấy là cái mà mà cái kỹ năng của một PM rất cần và cũng như là một cái người cứ nó nó gọi là một cái người gọi là công dân toàn cầu đi hoặc là một cái người tiên phong mà các bạn muốn gọi là <laughs> kết nối những giá trị và tận dụng công nghệ để mà generate được cái business value thì chúng ta có lẽ là không thể thiếu được ba cái domain này technology business và soft skill về bài hôm nay thì <laughs> bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cost management thì trong cái cost management này thì nó có bốn cái tổ hợp mà uh, gọi là process uh, từ bước là planning này estimate cost này determine budget và cuối cùng là control cost thì trong PMBOK nó định nghĩa cái việc uh, uh, cost management này là cái quá trình mà involve từ việc planning Estimate, budgeting financing funding managing and controlling costs so that the project can be complete within the approval budget thì cái này thì cái định nghĩa này thì đương nhiên rất đơn giản là tất cả những cái hành động các chiến lược các tactic rồi của chúng ta trong việc là plan monitor control cái cost để mà làm sao mà nó cái dự án nó đạt được cái project objective đề ra mà lại trong cái cost mà được approve hoặc là ít hơn nữa thì càng tốt à, thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái sub process là plan cost management thì trong PMBOK nó định nghĩa là plan planning cost sẽ là một cái process mà chúng ta define uh, defining how the project cost will be estimated, budgeted, managed, monitor and control. Thì nó chính là cách mà chúng ta định nghĩa ra làm sao mà cost có thể được estimate rồi thì là lập kế hoạch, lập ngân sách rồi theo dõi và kiểm soát. Thì input của nó sẽ có là project charter tương là điều lệ dự án. À, các cái component trong project management plan ví dụ như là schedule and risk rồi EEF and OPA ừ. thì uh, trong cái input này thì rõ ràng là schedule và risk là, là hai cái uh, quan trọng nhất tại vì cái schedule thì nó sẽ ảnh hưởng đến cost Schedule và resource nó sẽ ảnh hưởng đến cost của các bạn. Còn risk này nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái tính gọi là fluctuate của cost hoặc là cái contingency mà tức là những cái dự trù uh, uh, dự trù ấy mà các bạn uh, có thể uh, phải reserve tại vì là những cái risk mà nó có thể gặp phải. Thế thì uh, đấy thì schedule, resource and uh, risk là những cái input chính. Thế còn các technique mà chúng ta dùng thì sẽ là expert judgment này tức là các cái, cái gọi là thẩm định chuyên gia này, data analysis và meeting thì trong cái bài này thì mình sẽ tìm hiểu sâu về data Analytics thôi còn à, data analysis thôi còn lại hai cái experssion và cái meeting này, này thì nó tất nhiên vẫn tương đối chung chung để chúng ta không cần và cuối cùng là output của nó sẽ là cost management plan thực tế ra là à, đây nó là một cái sub component trong cái project management plan tại vì nó là một cái knowledge area và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta cần phải tăng chi phí thì thì chúng ta sẽ phải phân tích trước đó và sau đó thì cũng sẽ được formalize trong cái CA và chúng ta update trong cái cost baseline thì đơn giản nó là như vậy thôi. Thì các bạn nên nhớ cost này thì nó sẽ bao gồm là cả OPEC lẫn CAPEX. Thì lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Ok, sau khi mà đã plan the cost rồi thì mình chúng ta bắt đầu estimate cái cost đó, thì uh, trong PMBOK nó định nghĩa Estimate Cost là quá trình mà chúng ta develop, tức là phát triển một cái uh, Approximation, tức là một cái ước tính của chi phí liên quan đến resource uh, cần thiết, tức là các nguồn lực cần thiết để mà hoàn thành được cái project work. Đó, thì uh, cái bước sau Planning sẽ là Estimate Cost. Thì cái input của nó cũng sẽ là Project Management Plan, bao gồm Cost, này, Quality, này, Scope các project document ví dụ như là resource này, risk này, schedule rồi thì cũng có EEF and OPA. Các technique của nó thì cũng là expert judgment này, rồi các cái phương pháp mà để estimate cost ví dụ như là analogous này, parametric này, bottom up for three point đây là những cái phương pháp mà cũng tương đối giống khi mà chúng ta estimate cái duration. Data Analysis thì chúng ta có các cái uh, kỹ thuật phân tích như là uh, Alternative Analysis này, uh, Reserve Cost of Quality, rồi uh, cũng chúng ta có những cái tool như là PMIF, uh, PMIS tức là Project Management Information System và Decision Making. Và output của nó sẽ là Cost Estimate, Basis of Estimate, hoặc là các uh, Assumption nữa. Rồi có các cái Project Document Update như là Assumption này. Uh, lesson learn này hoặc là risk, uh, risk, risk register À, uh, Thế thì, uh, ok thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu sâu về cái uh, các technique của việc estimate cost này. Uh, thì Tuy nhiên rằng là mình cũng uh, như lúc nãy mình trao đổi đấy thì là cost thì nó chưa làm hai loại là capex và opex. Nếu mà các bạn uh, đã từng uh, là học tài chính thì các bạn biết là opex nó là chính là chi phí hoạt động, có nghĩa là chi chi phí tiêu dùng oan one off chúng ta hình dung nó là one off nó đó là những cái thứ mà không không có khấu hao mà nó bạn tiêu dùng cái là bạn hết ngay luôn ví dụ như là uh, chi phí trả lương cho nhân viên này ví dụ như là những cái như là lễ tân khánh tiết này hoặc là tiền dịch thuật này đó thì nó 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 là cái mà dịch thuật tài liệu hoặc là thuê cộng tác viên vân vân thì đấy là những cái mà bạn tiêu dùng ngay thế còn những cái mà bạn có thể gọi là À, bút và làm tài sản cố định và sau đấy thì là OPEC à, sorry capex thì là bạn sẽ à, sẽ có khấu hao và các khơ, có một vài phương pháp khấu hao đấy thì à, cái việc xác định capex và OPEC này rất quan trọng để mà các bạn có thể gọi là làm được cái business case để mà xem xem là cái nào là cái tiêu dùng ngay và cái nào là cái chúng ta có khấu hao và nếu chúng ta khấu hao thì là à, thời gọi là à, cái thời lượng khấu hao của nó sẽ là bao nhiêu là 5 năm hay là 10 năm Đấy thì sẽ tương ứng với việc là chúng ta cắt off cái project cost như thế nào. Thực ra định nghĩa project cost này nó rất phức tạp, nó còn liên quan đến việc là phân chia cost nào là thuộc về project cost, còn cost nào là thuộc về BAU, rồi sau đó là uh, duration của project là như thế nào. Ví dụ như là duration của project là chúng tôi chuyển hai trong hai năm và tôi tính cho cái um, Maintenance fee trong 2 năm nữa chẳng hạn thì tổng duration life cycle của project sẽ là 4 năm Thế còn sau 4 năm thì có những phát sinh những cái cost khác thì chúng tôi sẽ tính vào cái BAU Tức là Business as Usual là một cái đơn vị khác, một cái đơn vị vận hành Thế thì cái việc mà chúng ta phải tách ra để mà tính toán như vậy thì là chúng ta phải cần hết sức là định nghĩa một cách rõ ràng À, nếu không là chúng ta sẽ bị uh, gọi là lầm tưởng giữa cái cost nó thấp có thể là do là chúng ta không tính vào dự án mà lại tính vào BAU và trong một số trường hợp thì thậm chí là chúng ta lại không book vào đâu cả đến cuối lúc là chúng ta sẽ không cost để mà không có chi phí để mà uh, vận hành dự án đâu thì uh, trong một cái bài khác mình sẽ giới thiệu chi tiết về cách mà chúng ta làm cái feasibility research tức là cái nghiên cứu khả thi à, trong đó thì chúng ta phải làm cái business case và trong cái business case ấy thì là chúng ta phải lên kế hoạch để mà làm được budget để mà chúng ta xác định được là cái trần internally tức là cái limitation internally của của khách hàng ấy là nó sẽ là bao nhiêu để mà chúng ta chịu chịu được một cái cost để mà business case nó còn khả dĩ hay nói khác là các cái uh, các cái business uh, unit ấy, người ta có thể chịu được cái mức cost như thế nào để mà cái dự án nó tạo ra một cái dòng lợi nhuận dương cho nếu không thì nếu mà dự án nó bị uh, over cost ấy, thì rõ ràng là cái business case nó bị fail và đến lúc đấy thì không có cái business unit nào có thể chịu được cái lượng cost lớn như vậy để mà cho các bạn tiếp tục run dự án đâu vì vậy nên là nó là một cái câu chuyện mà rất là phức tạp thì chúng ta trong cái, cái series sau ở đây tôi không nói về trong cái scope của PM Box nhé mà trong cái các series sau một cách thực tế hơn thì mình sẽ trao đổi sâu hơn về cái quá trình lập báo à, cáo nghiên cứu khả thi và làm cái business case các business scenario analysis bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần estimating Uh, method tức là các cái phương pháp mà chúng ta estimate cost. Uh, tôi sẽ không ghi chi tiết ra ở đây tại vì đây nó là slide và chúng ta uh, làm việc là chúng ta phải dùng uh, cái đầu óc và suy nghĩ nhiều tôi không muốn là viết nhiều cái chữ ra đây. Thì ở đây uh, các bạn có thể nhìn thấy bốn phương pháp cơ bản này lần trước mà chúng ta cũng đã trao đổi trong cái phần estimate duration rồi. Đó là có phương pháp uh, analogous này, parametric này, bottom up và three point. Thì đơn giản analogous này ấy, nó là cái Uh, phương pháp mà gọi là giống gọi là phương pháp me too có nghĩa là tôi cũng thế có nghĩa là nó ứng dụng các cái historical data từ các cái dự án trước để mà chúng ta estimate uh, cost uh, thì cái này nó tương đối là tốt cho cái việc là chúng ta đặc biệt là các cái PM làm ở bên bên B tức là bên nhà thầu tại vì họ triển khai có thể một dự án EOS hoặc là do chẳng hạn là ở một số banh mà nó tương đối giống nhau thì họ có thể gọi tham khảo để mà điều chỉnh một chút thôi ví dụ nó khác về cái phần interface thôi Đấy, hoặc là ở một số những cái uh, À, gọi là specific scope work thôi còn lại về cơ bản thì là cái phương pháp me này nó cũng tương đối chính xác nếu trong trường hợp mà cái dự án của nó là dự án và giải pháp cũng như là cái it landscape của khách hàng là tương đối giống nhau Đã, thì chúng ta tất nhiên đây là một cái phương pháp mặc định mà chúng ta phải dùng tại vì là làm gì làm thì chúng ta phải tham khảo các số liệu trong quá khứ Đã, chứ, chúng ta không thể nào mà cứ tự nghĩ ra được Thứ hai là phương pháp pa Parametric, thông thường thì cái phương pháp này nó sẽ kết hợp với phương pháp số 1. Phương pháp số 2 này thì nó cho cái độ chính xác cao hơn tại vì chúng ta sẽ phải bổ nhỏ và phân tích ra uh, bằng các cái parameter hay, hay, hay gọi là bằng các cái biến các cái tham số để mà chúng ta lập công thức để mà tính toán ra được cái cost nó cụ thể. Tôi thí dụ như là uh, dự án mà chúng ta có khoảng uh, 20, uh, phải kết nối với 13 hệ thống và có tận 38 các cái service tasks chẳng hạn. À. Đúng không? và chúng ta nếu mà chúng ta ao đó thì nhà thầu sẽ chạc chúng ta trung bình là khoảng tầm ví dụ 2.000 đô một sovietat thì sau đó chúng ta sẽ lấy 2.000 đô mà chúng ta nhân lên với 38 thì chúng ta sẽ ra một cái số về cost à, hoặc là nếu chúng ta làm resource uh, uh, report chẳng hạn giả sử chúng ta phải làm 15 cái customer building report và mỗi ba fully dedicate mà làm uh, một cái report là hai ngày một report chẳng hạn thì từ đấy chúng ta sẽ nhân lên xem là cái cost nó là bao nhiêu À, thì cái phương pháp thứ hai này thông thường chúng ta không áp dụng cho toàn bộ dự án tại vì không ai làm như vậy cả mà chúng ta sẽ chỉ áp dụng cho những cái phần công việc mà là outsourcing hoặc là à, chúng ta thấy cái phần công việc nó nó chiếm khá nhiều cost hoặc là nó tương đối dễ ước tính tại vì nó là một cái mà cái gọi là time and material ấy, cái, cái 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 mức độ công việc breakdown của nó tương đối là clear cái thứ ba là phương pháp bottom up là cái phương pháp mà chúng ta chia nhỏ các cái phần công việc ra để mà chúng ta à, ước tính từng cái phần nhỏ một cái sub component một xong sau đó chúng ta sẽ aggregate vào để mà tính ra được cái total cost. Thì cái phương pháp này nó cũng tương đối là giống với phương pháp số, phương pháp số 2 chỉ có điều là nó 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 chia nhỏ cái công việc này mà chúng ta làm bắt bắt tầm mắt tức là từ dưới lên từ cái công việc nhỏ nhất cho đến lên, lên đến toàn bộ dự án. Nên tất nhiên là chúng ta cũng không làm cái phương pháp này đối với tại toàn bộ dự án đâu mà có thông thường là sẽ làm đối với lại những cái um, gọi là thông thường là làm đối với những cái phần mà nó tương đối phức tạp để mà chúng ta có thể estimate trong cho một cái overall một cái bó hoặc là khi mà manager người ta yêu cầu là bạn phải justify trong một cái cost nhất định nào đó để mà người ta có thể phê duyệt được ví dụ như một CA chẳng hạn thì các bạn sẽ phải làm cái phương pháp này để mà chúng ta tách nhỏ ra hoặc là đó sẽ là một cái đầu vào để mà chúng ta đàm phán với nhà thầu để mà làm nhằm giảm cost đi chúng ta justify để cho họ thấy rằng là cái cost nó sẽ không đáng như vậy thì sẽ giảm cái cost đi thứ ba nó là cái phương pháp three point chính là cái phương pháp trung bình uh, của ba cái kịch bản là optimistic, uh, pessimistic và pessimistic và cái, uh, um, uh, cái cái most likely tức là po, uh, pm và uh, uh, pp đấy thì cái này thì các bạn như lần trước thì chúng ta cứ cộng ba kịch bản vào giả sử như chúng ta thấy rằng là một cái phần công việc mà nó có cái kịch bản gọi là kịch bản optimistic nhất tức là cái kịch bản lạc quan nhất thì là chúng ta sẽ chỉ tốn khoảng tầm 100 triệu thôi nhưng mà cái kịch bản mà xấu nhất thì chúng ta có thể tổ, tiêu tốn đến 300 triệu và kịch bản vừa vừa thì có thể là chúng ta sẽ tiêu tốn khoảng 130 triệu chẳng hạn thì từ đó thì chúng ta sẽ chia vào cộng trung bình trung bình ra chúng mình cộng ra hoặc trong một trường hợp khác thì chúng ta có thể lấy uh, 4 lần của cái uh, most likely cộng với lại cái optimistic cộng với lại uh, pessim, uh, pessimistic Xong, sau đó là chúng ta sẽ uh, chia cho 6 tại vì như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái kịch bản most likely nó có tỷ trọng cao hơn. Đúng không ạ? Nó nó là 4 bốn uh, nhân với lại p pm mà. Uh, sorry, đây là cm the cost uh, most likely đấy. À, thì thì là à, chúng ta sẽ có được cái uh, ước tính theo cái kiểu three point này. Thế về cơ bản này trong bốn cái phương pháp ước tính này thì tất nhiên là cái phương pháp ước tính số 1 và số 2 là chúng ta sẽ làm nhiều nhất. Nên cái số 3, số 4 này thì đặc biệt cái số 4 này chúng ta ít dùng lắm thì chúng ta sẽ làm cái số 1 và cái số 2. Thì các bạn có thể có thể tham khảo để mà chúng ta ước tính cái cost cho nó được uh, cụ thể. Ok thì đây là các cái phương pháp data analytics khi mà chúng ta ước tính một cái cost ví dụ như là cái phương pháp số 1 này này cái phương pháp data analytics số 1 này là alternative À, hay còn gọi là cái phương pháp gọi là pros and cons hoặc là option analysis ấy. thì đây có nghĩa là chúng ta phân tích xem là các cái phương án mà khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn lực như thế nào cho nó hiệu quả nhất để mà đảm bảo cái chi phí nó tối ưu nhất tôi thí dụ như là cũng là cái report hoặc cũng là cái interface develop, development các bạn xem xem là liệu chúng ta có nên develop in-house không chúng ta tuyển thêm người làm hay là chúng ta outsource cho cái đội bên ngoài, cái nhà thầu bên ngoài để họ làm để họ develop thì cái ưu và nhược điểm của nó là gì? Ưu và nhược điểm liên quan đến cái phần technical risk và liên quan đến cái phần uh, gọi là cost optimization như thế nào. Thì đấy cũng là một cái mà các bạn uh, uh, phân tích dữ liệu. Cái thứ hai là reserve reserve analysis hay còn gọi là contingency. Thì thông thường thì uh, các bạn sẽ không thể nào ước tính chính xác 100% được mà bây giờ chúng ta cũng phải có một cái contingency tức là một cái dự trù của bắt giết của dự án trong hợp phát sinh thì thông thường cái dự trù này không vượt quá uh, 10 cái tổng uh, ngân sách nhưng mà tuy nhiên ở trong những cái dự án mà cụ uh, gọi là phức tạp hoặc là uh, lãnh đạo người ta tương đối là khó khó tính ấy thì bạn phải justify xem là 10% liên quan đến OPEC như thế nào, 10% liên quan đến capex như thế nào, rồi cái phần contingency mà liên quan đến uh, nội bộ như thế nào và đối với nhà thầu như thế nào ví dụ như CIA thì thông thường là không nên vượt quá uh, 10% đối với nhà thầu nhưng mà có thể contingency đối với phần resource internally thì các lãnh đạo họ lại chỉ áp dụng uh, là không vượt quá 5% chẳng hạn thì đến lúc đấy mà của bạn phải tính toán chứ chúng ta không nên dùng một cái số lăm là 10% phần trăm cho tổng chi phí của dự án được, tại vì điều đó nó 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 không chuẩn xác đâu. <laughs> Thông thường này chúng ta sẽ chỉ ứng dụng cái phương pháp 10% phần trăm contingency reserve này cho những cái phần Scott mà nó tương đối là dễ có rủi ro là bị gọi là increase. Ví dụ như là cái phần uh, interface development là một này phần uh, human resource là hai này, rồi đến cái phần uh, implementation service của nhà thầu là ba. Thứ ba là cái phương pháp data analysis liên quan đến cost of quality cái này thì nó hơi uh, nó ít dùng lắm. thì là chúng ta uh, sẽ uh, <laughs> phân tích xem là liệu rằng là cái cost mà trong ngắn hạn và dài hạn của chúng ta như nào. tới thí dụ như nếu mà trong trường hợp mà chúng ta phân tích cái option là chúng ta sẽ giảm cái quality đi bằng cách là chúng ta sử dụng cost fix nhiều hoặc là chúng ta không sử dụng uh, À, cái validation chẳng hạn uh, data validation chẳng hạn thì rõ ràng là cái việc develop cũng như là 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 à, tiến độ của dự án nó sẽ đẩy nhanh hơn tuy nhiên nó chỉ đẩy nhanh về một ngắn hạn thôi còn về dài hạn thì nó có thể, xảy xảy ra lỗi hoặc là cái mô hình nó không được dynamic do các bạn dùng fix code hoặc là các bạn không validate thì có thể nó sẽ xảy ra error về sau và những cái đó thì nó sẽ tạo nên cái uh, cái, cái cái gọi là cái cost về mặt dài hạn chính vậy nên chúng ta phải À, gọi là phân tích xanh là cái trade off giữa việc là chúng ta các mục tiêu ngắn hạn và cái tổn thương về mặt dài hạn thế thí dụ như là nếu trường hợp mà chúng ta không thay đổi interface nhiều có khi đến hàng chục năm chúng ta mới thay đổi một cái cái para gọi là parameter ấy, thì có thể chúng ta dùng luôn code fix Đấy, nhưng mà trong hợp mà cái parameter đó mà chúng ta cứ thay đổi sạch sạch tầm 3 đến 6 tháng hoặc là 5 lần chẳng hạn thì rõ ràng chúng ta không nên dùng code fix mà chúng ta phải ngay từ đầu là phải làm về gọi là dynamic model ngay. Thì đấy là cái cost of quality là nó, nó nằm ở cái chỗ đó thì các bạn cũng có thể phân tích theo hướng như vậy. Đây là một cái ví dụ mà người ta phân tích cái cost uh, uh, variant. Thì đây các bạn nhìn thấy là cái project life cycle nó có một cái baseline cost baseline ở cái cái line giữa này và chúng ta đang ở cái giai đoạn gần đến giữa của dự án. Thì rõ ràng là cái budget của chúng ta ở cái mức dưới này nhưng mà tuy nhiên là, là cái actual uh, cost thì nó đã lên mức trên này vì vậy nên là cái về mặt tăng về mặt chi phí của cost là nó đã tăng lên khá nhiều ở đây thậm chí là nó tăng lên đến 100% so với lại cái budget và tất nhiên là cái này là 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 là, là không tốt thì đây cũng là một cái phương pháp mà các bạn có thể uh, vẽ ra để nhìn xem là cái việc burn down cost của chúng ta đang như thế nào thì đây là một cái example đó Bài hôm nay xin kết thúc tại đây. Bài hôm nay thì tương đối là dễ, nó chỉ liên quan đến cái phần plan và estimate cost thôi trong cái knowledge area về cost management. Và sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu nốt về hai cái sub-project còn lại. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn có thể like, share, and subscribe kênh để chúng ta nhận được video tiếp theo và xem thêm các video khác nếu mà các bạn còn thời gian. Mọi trao đổi góp ý vui lòng để lại bình luận bên dưới để chúng ta có cái phần trao đổi về sau. Xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.